Mikey about to flip. Alo alo. Alo tôi đây bạn ơi. Sao hôm nay dân chơi đến muộn ấy? Ôi cái đồng hồ chụp cụt tôi mới mua đeo nặng quá mãi mới đến được bạn ạ. À ghê nhờ. Thế vào cái pub chưa? Đấy đến cửa rồi, hôm nay có em nào ngồi cùng không? Tôi bảo này, riêng cái khoản đấy nhá. Thế thì hai chân Nike như là dân chơi, hai bên khuyên tài xong được em mời. Em hơi ăn chơi nhưng mà vâng lời, làm ngụm đế kê anh ơi. Lên trên cây thao như ngôi sao, tay ô mèo em tay giờ xin chào. Body em cháy như thịt trên chảo, cây pub thứ 6 kê anh khao. Ăn chơi theo gu anh đây không sai, nướng nhậu bàn đá mới là chuẩn bài. Anh quả là quán như gặp thần tài, ngải heo Hàn Quốc với cả phô mai. Mang luôn visa mới ok, gen gì phải thế chứ là vào đề. Cho trải nghiệm chỗ anh ăn một thể, dàn buffet line này là chả mê. Em ngại thì không sao, tiền năm bàn hôm nay anh lo cho tảng thịt lên. Không được đi về khi em chưa no. 1, 2, 3 rô, 2 cơ gì bích quy tép. Xong nướng chất ca, bún chất Z lại chả căng đét luôn. Em ok, em này lên rượu, bon, thịt, ba chỉ, ngon, dây chuyền vàng, ba chỉ sang, ba chỉ cô này con bảo thon. Gọi BBQ là viết tắt cho hôm nay bạn bạch quá. Ok, tôi book bản quán cho bạn rượu coi như tôi biểu bạn quà. Em bưng bê quẩy bị bạn cậu nhưng mong bạn biết bỏ qua. Em kêu bám tôi nhưng phô mai bám thịt, chén này còn lâu mới về nhà. Em kêu hôm nay tăng lương kho anh full menu, thế đi quá là căng. 5 chai sữa chua xong anh kêu nướng lên, thế là tất cả ăn. Trong em hơi say nhưng lại không bê tha, vẫn đùa được anh thì em đã đỉnh quá. Em là chính em thì anh bảo là khá, nếu ngại thì anh bảo là không sao. Tiền năm bàn hôm nay anh lo cho tảng thịt lên. Không được đi về khi em chưa no. 1, 2, 3 rô, 2 cơ, gì bích quy tép. Xong nướng chất ca, bún chất Z thì chả căng đét luôn. Em ok, em này lên rượu, bon, thịt, ba chỉ, ngon, dây chuyền vàng, ba chỉ sang, ba chỉ cô này con bảo thon. Em ơi anh hai đĩa nữa nhá.